1203 ngày hôm nay em xả hàng luôn nha cả nhà. 199, bình thường mỗi ngày các chị mua giá là 299k. Thì hôm nay em lên chương trình sale shop cho các chị mình luôn, chỉ có 199 ngàn đồng mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha. Form lên rất là chỗ nẹt, dây khóa kéo đằng sau nè. Có túi hai bên cho các chị mình luôn nha cả nhà nha. Đây túi hai bên nè. Rồi trên em sẽ may một lớp, dưới may hai lớp, trời ơi, siêu phẩm cả nhà. Bình thường mẫu này các chị toàn mua 299k không. Nhưng mà ngày hôm nay em chỉ còn có size 2X thôi. Em chỉ còn cho mình có 15 size 2X cuối cùng, em xả luôn 199. Chị nào vừa 2X mình lên đơn liền nha. Chị nào vừa 2X mình lên đơn liền mẫu này cho em nào. 1203 và kèm cho em số điện thoại nào. 1203 và kèm cho em số điện thoại. Em chốt sale liền trên line này cho cả nhà mình luôn. Chỉ có giá là 199k. Rồi các chị ơi tranh thủ lên đơn hàng liền dùm em nha. Ngày hôm nay em sale rẻ luôn, xả sạch kho cho các chị. Chị nào mình thích mẫu nào cứ lên đơn, giá cực kỳ sốc luôn nha. 1203 và kèm cho em số điện thoại nào cả nhà ơi. 1203 chốt với giá chỉ có là 199. Rồi ok chị Ngọc Hằng, em chốt 1203 luôn. Vải này rất là đẹp nha. Chất này là chất xúc thái cho mình nè, có co giãn nè, không có bị nhăn luôn. Có cái bản eo cho mình đây. Trên là sẽ may một lớp và ở dưới em sẽ may hai lớp cho cả nhà. Đầm này em sẽ có may túi hai bên cho các chị mình luôn nha. 1203 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1203 và kèm số điện thoại nhanh tay cả nhà ơi. Xả hàng ngày hôm nay giá 199 thôi nha các chị. Ok chị Yến nha, em chúc 1203 cho chị nào quá đẹp luôn. Rồi 199k, ai nhanh là được, ai chậm mất hàng. Mẫu này thì số lượng em có rất là ít nha. Chị Nguyễn Uyên ok, em chúc đơn hàng cho chị nè. DA1203 sale luôn trên live, giá chỉ có 199 ngàn đồng thôi. Chị Huỳnh Linh ok, em chúc 1203 cho chị luôn nè. 199 ngàn đồng chỉ còn cho mình đó là size 2XL, nên là hôm nay em xả rẻ, chị nào vừa mình đặt luôn nhá. Em xả rẻ cho mình luôn ạ, 199 thôi, em giảm 100 ngàn đồng so với giá bình thường các chị mua. Mã này là 1203 nha. Ok chị Ngọc Phương, em chốt đơn hàng cho chị luôn nè. 1203 sale giá 199, 1203 sale giá 199k. Ưng mẫu này các chị đặt sớm, em trừ hàng luôn. Chỉ có giá là 199 ngàn đồng thôi. Chị Hồng Liên ok, em chốt cho chị 1203 nè, 199k nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Các chị nào hình thích mẫu nào cứ lên đơn nha các chị. Ngày hôm nay em sẽ sạch kho giá rẻ cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi đợi em vài giây nha, em chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đồng tiếp theo nữa đây. Rồi ưng ý mẫu nào nhanh tay nha các chị. Mẫu tiếp theo của em sẽ lên cho các chị ở đây là, mẫu tiếp theo đây em sẽ lên cho các chị mình là DA1159 nha. Rồi 1159 xả sạch luôn. Mẫu này dạ 2X là E84 hoặc là 85 trở xuống. E84 1203 là L84 nha. Size 2X L84 trở xuống mặc vừa nha chị Lê Trần Lâm nha. Rồi bây giờ mẫu này của em là 1159. 1159 em còn cho mình đó là 3 size cuối. 3 size cuối nha, đó là size M, size XL, size 2X. Rồi đây là size M L72 trở xuống 10 nha cả nhà. Mẫu này em sẽ sale luôn cho mình nha. Mẫu này em sẽ sale cho cả nhà mình luôn 129 ngàn đồng. 129 ngàn đồng mẫu đầm này, hai lớp nha, có túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Từ 40kg đến 65kg vừa, em sale luôn hôm nay 129 ngàn đồng. 129 ngàn đồng thôi các chị ạ. 1159 kèm số điện thoại ạ. Ok chị Minh Minh, em chốt 1159 nè. Chỉ có giá 129k đầm em đang mặc trên người nha. Và từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền dùm em ạ. 1159 và kèm số điện thoại luôn. 1159 và kèm cho em xin hỏi luôn cả nhà ơi, giảm ngay trên like chỉ có 129 ngàn đồng thôi nha. Thiết kế cổ tròn tay ngắn nè, có túi hai bên nè, hai lớp cho các chị mình nha. Này có hai lớp cho các chị mình luôn, chất rất là êm. Đầm này em sẽ sale cho cả nhà mình là chỉ có 129 ngàn đồng. 129 ngàn đồng mẫu đầm này, mã này là 1159. 1159 nhanh tay các chị ơi, chỉ có 129 ngàn đồng thôi. Ok này chị Ngọc Châu, em chốt đơn hàng cho chị luôn nè. Chị Thanh Hương ok nha. 1159 em xả hàng 129 ngàn đồng, xả này em không có lấy lời. Thật sự luôn, với cái giá này em sale không lợi nhuận nha cả nhà ơi, thậm chí là lỗ vốn luôn á. Lỗ vốn luôn á. Chỉ cần lấy lượt tương tác, lấy lượt chia sẻ và em xả cho hàng đi hết những cái sản phẩm mà em còn lẻ sai còn ít nha. Thì hôm nay em sale giá rẻ, chị nào ưng đặt liền. Mã này là 1159. 1159 và kèm cho em số điện thoại nha. 1159 em chốt sale ngay bây giờ cho các chị, giá chỉ có là
129.000 đồng mẫu đầm này. Rồi có hai lớp cho các chị nha, chất vải rất là mềm luôn, có túi hai bên cho mình. Rồi chị nào mình ưng mẫu này lên đơn liền dùm em ạ. 1159 và kèm số điện thoại. Ok chị Kim Thúy, em lên đơn hàng cho chị luôn nha. Rồi mẫu đầm em đang mặc trên người đây, 1159, có chị nào mình thích lên đơn hàng sớm em chốt đơn. 129.000 đồng đầm này, 129.000 đồng. Ok chị Ngọc Trang, em lên đơn hàng cho chị nha. 129k một đầm này, mã này là 1159 nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Tiếp tục em sẽ qua thêm một cái sản phẩm tiếp theo cho cả nhà mình nha. Rồi đợi em vài giây nha cả nhà. Mẫu tiếp theo em có đây một cái mẫu đầm ren nha các chị ơi, đầm ren màu vàng đây rất đẹp nha. Mẫu này hôm nay em sẽ lên chương trình sale luôn cho các chị mình đây. Mã này là 1251 nè. DA1251. Nền đen hoa đỏ hả chị? Rồi để tí nữa. Em có đó, để tí nữa em mặc nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc đây là DA1251 ạ. 1251 đầm này là bán siêu chạy hàng luôn. Và mẫu này em có cho mình là 4 size nhá, ML, XL, 2X. Trời ơi, bữa mấy chị hỏi em xem M, XL hết hàng thì hôm nay các chị đặt lại liền nào. Bây giờ đã có đủ size rồi nha. Nhưng mà size M em còn 4 cái, size L em còn 4 cái, 11XL và 15 size 2X nữa làm hết luôn. Và hôm nay giá em sẽ sale cho nhà mình là chỉ có 199.000 đồng thôi. Chất ren siêu đẹp nha các chị, ren siêu đẹp luôn, lên form là chuẩn form. Dây khóa kéo bên em may phía đằng sau cho cả nhà mình nha. Mã này là DA1251 ạ. 1251 em chốt ngay bây giờ cho cả nhà chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng đầm em đang mặc nha. Chị nào mình lấy lên đơn liền dùm em. 1251 và kèm số điện thoại luôn ạ. Chất ren này phải nói bao xịn luôn các chị. Rồi form xòe rộng cho cả nhà. Đầm này là hàng em rơi vừa đúng phần nhỏ nhất rồi. Từ đây nó sẽ xòe nhẹ ra và che bụng nha, không có lo lộ bụng luôn. Mã đầm này là DA1251 và các chị ơi, đầm có túi nha. Mà chỉ có 199 thôi, đi tiệm bao đẹp luôn. Mẫu này là trẻ tuổi hay là trung tuổi mình đều mặc được hết. Trẻ tuổi hay trung tuổi mình đều có thể mặc được hết mẫu đầm này. Với mã sản phẩm là DA1251. Ngày hôm nay em xuất sale liền trên live cho cả nhà mình luôn. Chỉ có 199 thôi nha. Ok chị Nguyễn Phương, 1251 sale 199. Các chị ơi, cơ hội ngày năm có một cho mình săn được một cái đầm ren hàng siêu đẹp, hàng siêu phẩm luôn. Mà có 199 các chị nhanh tay, đặc biệt là size M và size L bữa giờ hết hàng. Rất nhiều chị hỏi không có, mà hôm nay đã có lại rồi. Nhưng mà em chỉ có 4 cái M, 4 cái size L thôi. Nên là các chị nhớ đặt liền nha. Size XL với 2X cũng không còn bao nhiêu hết. 11XL và 15 size 2X cuối cùng làm sạch kho luôn. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền cho em nha. DA1251 và kèm cho em số điện thoại nha. 1251 và kèm cho em số điện thoại. Em chốt ngay lúc này 199k nha. Ok chị Mỹ Loan, em chốt đơn hàng cho chị nè. DA1251. Có chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng liền giùm em. Comment cho em là mã với số điện thoại cho em nha. 1251 và kèm số điện thoại. Form lên rất là chuẩn form cho cả nhà mình đây. Trời ơi đẹp quá chừng luôn. 199 thôi à. Đây là một cái giá rẻ nhất hệ mặt trời luôn rồi đó các chị. Rồi chị nào ưng đặt liền. Ok nè chị Nguyễn Trương, em lên đơn hàng nha. 1251 sale giá 199k. 1251 ok chị Nguyễn Tâm, em sale giá 199k. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người nè. Rồi các chị ơi đừng quên nhấn theo dõi trang và chia sẻ like giùm em nha. Nhấn theo dõi trang và chia sẻ like giùm em là điểm chốt sale cho mình ngày hôm nay. 1251 sale giá 199.000 đồng đầm này. 199.000 đồng thôi, rẻ bất ngờ trên live này luôn. Ưng mẫu này các chị cứ lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em ạ. 1251 ạ. Rồi ok chị Kim Phương, em lên đơn hàng cho chị nè. 1251 nè, 199.000 đồng. Rồi có chị nào mình lấy mẫu này tranh thủ nha cả nhà. Với giá này em chỉ áp dụng duy nhất ở trên live, không áp dụng ngoài live đâu. Chị nào mình thích mẫu này các chị lên đơn liền giùm em. Ok nè chị Ngọc Châu, em chốt đơn hàng nha. 1251 sale giá 199, bây giờ đang có đủ size cho mình luôn ạ. Bình thường đáng lẽ mẫu này các chị mua phải là 299 k, nhưng hôm nay trên live này em sale cho mình là chỉ có 199. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền giùm em, làm mã hàng với số điện thoại chốt đơn nha. 1251 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1251 sale giá 199k, từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa luôn. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ạ. Ok chị Kim Trang, em chốt cho chị nè. 1251 sale giá 199. Rồi các chị ơi ưng mẫu nào các chị lên đơn hàng sớm. Comment là mã với số điện thoại em chốt sale nha. 1251 sale 199k quá rẻ luôn. Vải này chất ren rất là đẹp nha cả nhà ơi. Và hàng em may hai lớp cho các chị mình luôn đó. Trời ơi các chị nhìn cho em cái ren coi nè.
mà chỉ có 199 thôi. Bây giờ chị nào lấy thì mình lên đơn liền đi, chứ không thôi đặt trễ là hết nha. Trong tối nay các chị đặt luôn, đừng đợi đến ngày mai ngày mốt làm chi. Tại vì hàng này em đang gần hết hàng rồi, em không còn vải để may nữa đâu. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một cái mẫu sản phẩm tiếp theo cho nhà mình nha. Chị nào mình lấy mẫu nào nhanh tay đặt liền giùm em ạ. Rồi em lên mẫu tiếp theo. Nền đen hoa đỏ có luôn. Đây em mặc cho mình một cái mẫu đầm ôm body. Đây cũng là nền đen hoa đỏ. Nền đen hoa đỏ em cũng có một số mẫu nha. Chị nào thích nền đen hoa đỏ thì cứ từ từ theo dõi nha các chị. Mẫu tiếp theo em mặc đây là 1230. Một cái mẫu đầm gấm Ashitashi nhá. Đầm gấm Ashitashi nè, chất vải bao đẹp và xịn sò luôn. Cái này các chị nhìn ở bên ngoài, cái phần họa tiết nó sẽ có độ nổi lên, có những cái phần họa tiết hoa hồng nổi lên. Vải có co giãn nha, từ chiều dọc cho tới chiều ngang. Phần em sẽ có chiếc eo cho mình mặc lên rất là gọn người, và phía đằng sau dây khóa kéo này có sẽ tà cho mình luôn. Mã này của em là 1230. Yeah, 1230 hôm nay em sẽ sale cho mình 179 ngàn đồng thôi nha. Rồi chị nào lấy đặt liền dùm em chuyển hàng chuyển size nè. Có màu màu canh, màu gì cô ơi, màu xanh hay là màu gì cô Hoàng Linh ơi. Rồi mẫu này của em với mã sản phẩm là DA 1230 ạ. Đầm này bình thường siêu phẩm này các chị mua là 299, và đặc biệt trên line này em sale luôn còn 179 ngàn đồng. 179 ngàn đồng mẫu này thôi nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền dùm em. DA 1230 và kèm số điện thoại nè. 1230 và kèm số điện thoại, sale giá 179 ngàn đồng đầm này. Rồi ok chị ơi, từ 299k mà sale còn có 179 thôi, giá siêu sốc luôn. Ai thích mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em là DA 1230 và kèm số điện thoại cho em. Vải rất đẹp nha, có co giãn cho mình là từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng thì dùm em 1230 và kèm số điện thoại cho em. 1230 và kèm số điện thoại cho em nha. Ok chị Nguyễn Thanh, em lên đơn hàng. Chị Ngọc cho em chốt đơn hàng cho chị luôn nha. Mã này của em là 1230, sale giá chỉ có là 179 ngàn đồng thôi ạ. 179 ngàn đồng, chị nào lấy đặt liền dùm em chuyển hàng chuyển size nha. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm, giá em sẽ là 179 ngàn đồng. Rồi ok chị Kim Phượng, em lên đơn hàng cho chị Xuân Trần. Ok em chốt sale nha. DA 1230 và kèm số điện thoại luôn, 179 ngàn đồng đồng này. 179 ngàn đồng thôi cả nhà. Rồi chị nào mình lấy nhầm tay là cả nhà, vải rất là đẹp luôn. Chất mềm, mịn, êm và mặc mát cho các chị nha. Vải nó có co giãn 4 chiều cho mình luôn. Rồi sale luôn cho mình chỉ có giá là 179 nè. Các chị nhìn dùm em cái chất nè, trời ơi đẹp tuyệt vời luôn. 179 ngàn đồng thôi nha cả nhà ơi. Ok chị Thảo lên đơn hàng cho chị nè. 1230 và kèm xin hỏi cho em nè. 1230 và kèm trang số điện thoại nào cả nhà ơi. Em sale ngày hôm nay cho các chị là chỉ có giá 179 ngàn đồng. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng ngay lúc này cho em luôn. Là mã hàng với xin thoảng chốt đơn, mã này là 1230 nha. Ồ ok chị Nguyễn Thu, em lên đơn hàng cho chị Ngọc cho ok nha. Mẫu đầm này là 1230, em chốt giá 179 nha. 179 ngàn đồng. Rồi còn chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay cả nhà ơi. Ok chị Ngọc Thanh, em lên đơn hàng nè. 179k quá rẻ luôn các chị. Đầm này mặc rất là sang, đi tiệc đi đám cưới là ok hết cho em luôn nha các chị. 179 ngàn đồng, vải rất đẹp nha. Trời ơi cái này là xả hàng chứ bình thường sẽ không có giá này đâu. Ai ưng mẫu nào các chị lên đơn hàng này dùm em. Là mã với số điện thoại em chút sale nha. Nền đen hoa đỏ em còn nữa nè, để mặc lên mẫu này luôn. Mã này là DA 1140, nền đen hoa đỏ luôn. 1140. Đầm này em sẽ có cho mình là hai size cuối cùng thôi. Cái này em còn ít em xả nhanh nha. Cái này em còn ít em xả nhanh nha. Đây là 1140 nè cả nhà, đẹp chưa? Vo này rất là mềm, có túi hai bên nè. Bên trong là lót thun cô tông cho mình nè. Đầm này ngày hôm nay em sẽ sale cho mình xả kho còn 179. Mẫu đầm này được chứ em bán rất là chạy với giá 329k, 329k không ạ. Hôm nay em sale luôn còn 179 thôi. 179 ngàn đồng mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. 1140 và kèm cho em số điện thoại luôn cả nhà ơi. 1140 và kèm số điện thoại, 179 ngàn đồng. 179 ngàn đồng mẫu đầm này. Rồi đây hai lớp cho các chị nha. Vải mềm và chất rất là mát luôn. 1140 chị nào ưng đặt liền dùm em. Rồi ok chị Ngọc Trâm chốt cho chị mà 1140 nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu đầm này nhanh tay cả nhà ơi. Giá hôm nay em sale cho các chị chỉ có là 179 ngàn đồng. Đầm em đang mặc nha.
179.000 đồng mẫu đầm này rồi chị nào mình đặt hàng cứ lên đơn hàng ngay lúc này cho em comment là mã hàng với số điện thoại chốt đơn. Mã này của em là DA1140 nha. Mã này là DA1140 nha, em sale xạ là 179 nha. Ok chị Giang Thi em chúc 1140 nè. Ok chị Vân Chê em chúc đơn hàng nè. Chị Dung Trinh em chúc đơn hàng cho chị luôn 1140 nè. Còn ít là mỗi size còn mấy cái nha, xạ nhanh luôn. 179.000 đồng mã này là 1140 nè, rất đẹp và rất là sang. Rồi ai ưng mẫu này các chị lên đơn liền cho em nhé. 1140 và kèm số điện thoại 179.000 đồng. 179.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Rồi có chị nào mình lấy mẫu đầm này thì các chị đặt hàng sớm ngày bây giờ cho em luôn. Là mã hàng nè, với số điện thoại cho em nè, để em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay các chị ơi, 1140 và kèm cho em số điện thoại nha. 1140 và kèm số điện thoại em chốt sale với giá chỉ còn có là, chỉ còn có giá là 179. Rồi ok chị Mai Quỳnh em lên đơn hàng luôn 1140. Còn chị nào mình lấy mẫu này tranh thủ nha cả nhà ơi. Cái giá này là giá xả kho nên rất là rẻ, ai ưng thì mình đặt liền. 1140 ok chị Mai xin nè. Rồi chị Mai xin ơi cho em thêm số điện thoại em lên đơn hàng cho mình nha. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Các chị đợi em một chút xíu nha, sẽ lên thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Ai đặt hàng mẫu nào thì cứ comment là mã với số điện thoại nha, để em chốt cho mình ạ. Rồi mẫu đầm tiếp theo em lên cho cả nhà mình ở đây, giá cực rẻ luôn. Nói chung hôm nay các chị cố gắng nha các chị, ưng mẫu nào các chị đặt luôn đừng đợi làm chi. Hàng hôm nay là em xả hàng rồi, hàng em xả hàng rất là rẻ rồi. Mẫu tiếp theo là 1205. Đây, DA1205. Đầm này của em nè. Ok chị Mai xin, em hết số điện thoại rồi nè. Mấy bạn sẽ gọi điện chốt đơn nha. Rồi, đầm em đang mặc. À vậy hả chị. Rồi bây giờ là em, hiện tại em đang bật bài mới luôn rồi. Mình chịu khó xem lại bài mới giúp em luôn nha. Rồi đầm em đang mặc đây là DA1205. 1205 ngày hôm nay em sẽ kho luôn 179.000 đồng mẫu này. 179.000 đồng đầm em đang mặc nha. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Mã đầm này của em là 1205 nha các chị. Có túi nha. Nút là em sẽ đính liền cho mình, cổ tròn nè. Dây khóa kéo bên em may đằng sau. Form đảm bảo là lên form chuẩn. Và đầm này bình thường mà các chị mua sẽ là 299. Ngày hôm nay em xả kho còn 179. Em xả kho còn 179.000 đồng thôi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em 1205 và kèm số điện thoại cho em ạ. 179.000 đồng mẫu này. 179.000 đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm 1205, màu cam hả chị? Rồi ok, đợi em một xíu tí để mặc màu cam cho mình nha. Rồi mã đầm này của em là 1205, với chất vải của nó là vải lụa mango, mềm mịn êm mát, có túi hai bên và dây khóa kéo phía đằng sau cho các chị mình đây. Trong tầm 40kg đến 65kg là mình mặc vừa, chị nào lấy đặt lên giùm em. Mã này là 1205. 179.000 đồng nha cả nhà ơi. 179.000 đồng mẫu đầm này. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Ngày em đang sale luôn cho mình, chỉ còn 179.000 đồng mà thôi. Chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay nha cả nhà. 179.000 đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA1205. 1205 và kèm số điện thoại nè, form xe nè, rất dễ mặc luôn, có túi hai bên cho các chị. Từ 40kg đến tầm là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn sớm giùm em. DA1205 và kèm cho em số điện thoại nha. 1205 và kèm số điện thoại sale với giá chỉ có là 179.000 đồng. Ok chị Dương Ánh em chúc 1205 nha. Ngày hôm nay thực sự là giá rẻ lắm. Các chị nào mình thích mẫu nào cứ lên đơn đi cả nhà ơi, giá siêu yêu thương. Cái này nó có co giãn cho các chị nè, từ chiều dọc cho tới chiều ngang luôn ha. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Rồi ưng mẫu này các chị lên đơn này giùm em 1205 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1205 và kèm số điện thoại 179.000 đồng. Ok chị Thanh Hiền em chốt cho chị nạp 1205. Rồi còn chị nào mình lấy mẫu nào tranh thủ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. DA1205 và kèm số điện thoại, giá hôm nay em giảm cho các chị
79.000 đồng. 179.000 đồng mẫu đầm này. Rồi còn chị nào mình thích mẫu đầm em đang mặc trên người đây thì các chị nhớ nhanh tay lên đơn hàng sớm giùm em. Cho em cái mã số và kèm cho em xin hoãn chốt đơn nha. Chỉ có giá là 179.000 đồng thôi ạ. Tiếp tục em lên màu cam nha. Đầm ren cam cũng nằm trong top bán chạy. Rất là hot, nếu mà đã ưng rồi các chị cố gắng lên đơn liền nha, kẹo hết nha cả nhà. Cái mẫu đầm này mẫu đầm ren cam này họa tiết lông vũ đẹp cực kỳ luôn. Mẫu này là trẻ tuổi hay trung tuổi mình mặc được hết nè. Đợi em vài giây nha. Mẫu đầm tiếp theo lên cho cả nhà mình. DA1289. Đây, chờ em một xíu nha, lên DA1289 cho cả nhà mình đây. DA1289 mẫu này sẽ có cho mình 4 size. Sếp ơi, chị thích váy sốc đen 1205 nhưng hai đỏ nền đen như thế có không? Nền đen hoa đỏ hả chị? Chị mặc size gì chị Trang Mai ơi? À mà em sợ nó hết rồi, em có cái mẫu này nè. Cái kiểu giống vậy nhưng mà nó là cổ vuông nha chị nha. Nó là cổ vuông. Đây. Cái này cũng rất đẹp nhưng mà cái này để em, ở đây em còn cái XL nè. Chị mặc size gì vậy chị? Em còn một cái XL và một cái 2X nha. Em còn một cái XL và một cái 2X, em sale luôn nhé. Mẫu này thì đáng lẽ là 299, bây giờ em xả hết luôn. 1200. Rồi 179k luôn, rồi em sale 179. Cái này em còn một cái XL và một cái 2X nha. Một XL, một cái 2X đây, nền đen hoa đỏ đỏ nè. Có túi và cổ nó là cổ vuông nha, không phải là cổ tròn mà là cổ vuông có túi nè. Cổ nè, rất đẹp luôn nha cả nhà. Giá em sale là 179k. 179k mẫu này, cái này em đang cầm là cái XL. Mã này là DA1200. Rồi chị nào ưng đặt liền cho em nha, 1200. Em còn XL với 2X, mỗi size còn một cái cuối cùng luôn á. Em xả là 179. Rồi, đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm này là DA1289. Quá đẹp các chị ơi. 1289 vào ngày hôm nay trên live này em sẽ sale cho các chị mình luôn. Là giá chỉ có 259.000 đồng. Rồi chị nào ưng đặt liền 259.000 đồng mẫu này, mã sản phẩm là DA1289. 259.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Và trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu này nhanh tay lên đơn để giùm em ạ. 1289 và kèm số điện thoại luôn. Rất đẹp nha. Túi hai bên thiết kế là cổ lục giác cho cả nhà đây. Rồi phía đằng sau là dây khóa kéo nè. Có túi hai bên cho các chị mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em nha. 1289 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1289 và kèm số điện thoại, chốt sale giá chỉ có là 259.000 đồng, siêu phẩm. Mẫu này các chị nên đặt liền. Mẫu này các chị nên đặt liền nha cả nhà. Hiện tại là mẫu này em thấy là mấy chị rất là thích và đang lên đơn rất là nhiều rồi đó. Nên là cố gắng mình đặt càng sớm càng tốt giùm em, kẹo là hết hàng nha. Ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình chỉ có là 259 thôi nha. 259k, mã sản phẩm là 1289. 1289 và kèm số điện thoại nha. 1289 và kèm số điện thoại, chốt giá chỉ còn có là 259.000 đồng. 259.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người, từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Mẫu này là trẻ tuổi hay là trung tuổi mình đều có thể mặc được nha. Phối cho em một cái ví tay cầm hay một cái túi xách gì đó mình mặc đi tiệc rất là đẹp luôn rồi. Đầm này em sẽ sale cho mình ngày hôm nay chỉ có giá là 259.000 đồng. 259.000 đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA1289 nha. 1289 và kèm số điện thoại. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ lên đơn liền giùm em. Ngay bây giờ em chốt đơn nha. 1289, ok chị Thu Hoài cao nè. Rồi ok chị nha. Rồi em có size lớn nhất là 2X và eo mình tầm 84. 84 chữ xuống hoặc 85 chữ xuống mặc vừa. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Họa tiết lông vũ cho mình đây, em lại gần cho mình xem kỹ nè. Đẹp lắm, trời ơi các chị nhìn giùm em coi. Mê hồn luôn á. Thiết kế cổ lục giác cho cả nhà nha. Cái mặt vải bên trong lớp lót thun cô tông bên trong nè. Đây các chị nè, lớp lót thun cô tông cho mình cũng là màu cam luôn nha cả nhà nha. Vải này mặc rất là mịn nha, êm và mát cho cả nhà. Đầm này em sale cho mình chỉ có giá là 259.000 đồng thôi.
phong chuẩn nha cả nhà, 40kg đến 65kg là vừa. Ai lấy mẫu này cứ đặt hàng liền dùm em. DA1289 và kèm cho em số điện thoại nha. 1289 và kèm số điện thoại, em chốt đơn ngay lúc này cho cả nhà chỉ có là 259.000 đồng thôi, quá đẹp luôn nè các chị. DA1289 nhanh tay các chị ơi, chốt đơn liền nha các chị. Giá em chốt duy nhất trên line này 259, đẹp lắm. 259k bỏ lỡ cực tiếc. Ok chị Thúy Linh em chốt đơn nè. 1289 và kèm số điện thoại cho em. 1289. Các chị đừng quên nha, đầm này em vẫn sẽ có may túi nha. Đầm này sẽ vẫn có may túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Đó đẹp quá. Màu kem nha, lên da là cực kỳ là trắng da luôn á. Lên da là cực kỳ trắng da luôn. Đầm này em sẽ có cho mình đủ size. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt liền dùm em. DA1289 và kèm cho em số điện thoại nha. 1289. Giá em chốt ngay bây giờ cho cả nhà chỉ có là 259.000 đồng mẫu này. 259.000 đồng mẫu này. 1289 nhanh tay các chị, đẹp quá chừng. Ồ ok chị Hải Yến chúc 1289. 1289 ok chị Ngọc Ngô, 1289 cho chị Thu Hoài. Các chị ơi hết chương trình này, hết chương trình sale này thì giá nó sẽ tăng lại là 299k. Đây chị nào đặt trễ mình vui lòng mình mua lại giá khác nha, là giá cao hơn một chút, nó sẽ là 299. Còn nếu mà các chị đặt bây giờ em sale là 259 luôn cho mình. Mã này là 1289 nha. Ồ ok nè chị Nguyễn Thị Dương em chúc 1289 cho chị. Màu hồng. Chị 1m65 58kg hả chị? Vậy có thể mình mặc size XL nha chị Trang Mai. Chị Trang Mai có thể mặc XL được. Rồi bây giờ tiếp tục nha, em sẽ qua mẫu đầm tiếp theo 1289. Đầm này chị nào lấy cứ đặt hàng nha. Chị Mai Phương ok 1289. Chị Nguyễn Hương ok 1289, chị Su Su 1289, đầm này đẹp lắm. Cái này em may số lượng ít lắm các chị nha. Nếu mà ai ưng thì mình đặt luôn. Giá này sale siêu rẻ cho các chị. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em. Mã số điện thoại nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên một cái mẫu đầm ôm body cho các chị nha. Lên một cái mẫu đầm ôm body cho cả nhà, đây là 1231. Mòn 231, đầm này em sẽ có cho mình là đủ size ML, XL và 2X form lên rất là chuẩn form. Trời ơi cái mẫu này thì em bao ghiền luôn các chị ơi, thật sự mẫu này mặc bao ghiền luôn. Lên form sẽ là chuẩn form, thiết kế cổ độ, các chị nào mà thích trẻ trung hơn mình có thể mặc lệch vai cũng được nha. Đây, mình có thể mặc lệch vai cũng được. Đây, qua một vòng cho các chị mình xem. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, mình mặc cổ độ cũng được. Đây, cổ độ. Cổ độ cho em nha. Chị nào mình thích mẫu này, các chị lên đơn liền giùm em. Rồi giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn, 199 thôi. Mã này là 1231. Mã này là 1231 ạ. Có cho mình đủ size ML, XL, 2X. Nhưng mà em còn ít thôi nha. Rồi em sale là 199k, mã này là 1231. 1231 và kèm số điện thoại cho em nè, 199.000 đồng. 199.000 đồng, đầm em đang mặc trên người. 199.000 đồng, mẫu đầm em đang mặc trên người. Từ 40kg đến 65kg là vừa. Chất vải này là chất lụa mango nha cả nhà ơi. Êm mềm mịn mát cho mình luôn nè. Rồi, dây khóa kéo phía đằng sau cho mình luôn ạ. Form đầm này em mặc sẽ dài qua gối nha. Và có sẽ tà cho cả nhà mình luôn nè. Rồi, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em. DA1251 và kèm cho số điện thoại nha. 1251 nha. Giá em sale cho mình luôn 199. Nếu mà bình thường các chị mua đầm này sẽ là 299k. Nhưng mà riêng trên live ngày hôm nay em đang sale chương trình lấy tương tác, là mình mua chỉ có giá là 199 thôi. Đầm này chị nào ưng đặt liền giùm em là 1251 nha. 1251 và kèm cho số điện thoại nha. 1251 và kèm số điện thoại. Chất vải lụa mango cho mình ạ. Lên form là chuẩn form luôn. Mềm êm mịn mát cho cả nhà nè. Đầm này em sẽ sale cho các chị mình luôn. Chỉ còn có giá là 199 ngàn đồng nha cả nhà. Đủ size cho các chị lựa chọn luôn á. ML, XL và 2X. 1231 và kèm cho số điện thoại nha. 1231 và kèm số điện thoại là 199 ngàn đồng. Nhanh lên các chị ơi, tranh thủ lên đơn liền giùm em. Thôi em sao luôn một bây giờ các chị ơi, lưu giúp em nè.
Em sẽ chơi lớn luôn mẫu này, nhưng mà nhớ chia sẻ dùm em nha. Hiện tại em thấy lượng chia sẻ nó rất là ít luôn, nên là các chị mình góp sức vào chia sẻ dùm em được không? Nếu như chị nào có chia sẻ, em sẽ đặc biệt ưu đãi cho mình, được mua giá 179 nha. Cái này chốt cho chị nào chia sẻ, cái này em chốt cho chị nào chia sẻ nha, là 179 nha các chị. Chưa chia sẻ em chốt là 199 thôi, và còn chia sẻ rồi em chốt 179 luôn cho mình. 1, 2, 3, 1, 179k rồi. Nhanh tay nhé chị ơi, hôm nay chơi lớn sale mẫu này luôn nào. 179k mẫu này. Mã này là 1, 2, 3, 1 ạ. Đủ size cho mình lựa chọn ML, XL và 2X. Từ 40kg đến 65kg là vừa nha. 1, 2, 3, 1 và kèm cho xin hỏi luôn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đi tiệc đi đâu là hết sảy. Và mẫu này trẻ tuổi hay trung tuổi mình mặc được hết. Em chốt ngay bây giờ cho cả nhà mình chỉ có là 179.000 đồng. Sale xả hàng luôn nha cả nhà ơi. Chị nào ưng đặt liền giùm em 179.000 đồng mẫu đầm này. 1, 2, 3, 1 nha các chị. Chị Ngọc Hân em chốt 1, 2, 3, 1. Chị Dung Mỹ em chốt 1, 2, 3, 1 ạ. 179.000 đồng đầm em đang mặc ạ. 179.000 đồng mã sản phẩm 1231. Chị nào lấy nhanh tay các chị ơi, form rất là đẹp luôn. Trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa. Chất vải này là chất vải lụa mango, mềm mịn êm và có co giãn nha. Ở đây bên em có vai xếp ly nè. Đó, khi các chị mặc nó sẽ che bụng cho mình ạ. Ok chị Mộng Tiền, em lên đơn hàng cho chị Ngọc Thảo ok nha. 1231 em chốt ngay bây giờ cho cả nhà. 1231 em chốt ngay cho các chị mình luôn, chỉ còn có giá là 179.000 đồng. 179.000 đồng mẫu đầm này, chị nào mình lấy đặt hàng thì giùm em. Rồi ok chị Nguyễn Hân em chốt cho chị là 1231 nè. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, đặt hàng sớm giùm em. Comment là mã với số điện thoại em chốt sale liền trên live cho cả nhà mình luôn. 1231 nha, 179 luôn, xả hàng luôn ạ. Ok, 1231 cho chị Đào Võ, nhớ thêm cho em số điện thoại luôn chị nha. Rồi các chị ơi nhớ chia sẻ để được giá ưu đãi nha các chị. Đầm này đừng, bình thường các chị mua là 299k. Nhưng hôm nay các chị chia sẻ và đặt hàng đi, em chốt chỉ có 179.000 đồng thôi. 179.000 đồng thôi cả nhà, rất là rẻ nha. Ok chị Thanh Huyền em chốt cho chị nào 1231 nè. 179.000 đồng đầm em đang mặc trên người, xả hàng giá sốc luôn. Mặc cổ đổ được, mặc cổ lật vai được nha. Chị nào thích mình mặc trẻ trung hơn thì các chị có thể cách điệu là mình mặc lật vai như vậy cũng rất là xinh. Đó, mặc lật vai cũng rất là xinh và sang. Đó, các chị nào thích hở lật vai nhưng mà hở ít ít cũng được. Đó, mình kéo tới đây, còn ai thích hở nhiều ra thì mình kéo tới đây cũng được, rất là xinh nha. Rồi mẫu này em sẽ sale cho các chị mình luôn, chỉ có giá là 179. 179.000 đồng mã sản phẩm 12531 nha, đẹp mà các chị ơi. Vải cũng đẹp nữa, chất nó rất là mềm và êm và có co giãn nhẹ, hạ eo thì rơi vào đúng phần nhỏ nhất nha. Dây khóa kéo bên em may sẽ là phía đằng sau cho các chị mình luôn. Mã này của em là 1231 nha. Ok chị Thanh Ngọc em chốt 1231 nha. Đầm này hoa này em không có dáng xòe. Nhưng mà em có hai gần giống như vậy dáng xòe, chị đợi em một xíu mặc nha. Rồi 1231. 1231 nha, 179k xả hàng. Ok chị Ngọc Loan em chốt 1231 sale 179k nè. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình họa tiết hoa cúc mà phong xòe nha. Mẫu tiếp theo của em là 1224. Mẫu tiếp theo của em là DA1224. Đầm này sẽ có cho mình là đủ size ML, XL và 2X. Đây, mẫu tiếp theo đây cả nhà ơi, 1224. Đầm này em sẽ có cho mình là, đầm này em sẽ có cho mình là, để em xem lại coi 1224 còn cái gì nha. 1224 này là, ôi trời, còn có hai size các chị. Size M, size L hết hàng rồi. Rồi vậy bây giờ còn có size XL với 2X thôi. Đây, đầm sơ mi em có nha chị ơi, em nhiều sơ mi đó. Rồi bây giờ đầm này em sẽ sale nè. Giá chỉ có là 169. Túi hai bên nè, vải lụa nè, vải lụa mango nè, có co giãn cho các chị. Hà eo rơi vào đúng phần nhỏ nhất của mình nè. Rồi dây khóa kéo đằng sau. Rồi mẫu đầm này của em mã sản phẩm là 1224 nha, còn đúng hai size thôi. Đó là size XL và size 2X và giá em sale 169 thôi nha. 169.000 đồng mẫu này ạ. Đồng đầm em đang mặc trên người. DA1224 và kèm trên số điện thoại nha cả nhà ơi. 169.000 đồng. Còn đúng cho mình hai size cuối cùng, XL với lại 2X. Ok này chị Thư Bùi em lên đơn hàng cho chị luôn.
Rồi giảm ngay hôm nay 169k, mã sản phẩm là 1224 169 nha. Ok nè, chị Ngọc cho em chút đơn hàng nè. Quá đẹp các chị ơi. Form lại lên form chuẩn nè. Có túi hai bên cho mình nè. 40kg đến 65kg là vừa. Ngày hôm nay em chốt sale luôn cho nhà mình chỉ có là 169.000 đồng. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ tranh thủ lên đơn hàng liền dùm em. Ngay bây giờ nha, để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. Em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá là 169 thôi. 169k đồng em đang mặc trên người, nhanh tay nha cả nhà ơi. Lên đơn hàng đúng cú pháp cho em luôn, mã với số điện thoại nè các chị. Đó, mã với số điện thoại em lên đơn liền nha. DA1224169. 1224 sale giá 169k, từ 40kg đến 65kg vừa. Chị nào thích mẫu này cứ lên đơn nha. Rồi ok chị Ngọc Trang, em chốt đơn hàng cho chị luôn. Rồi còn chị nào mình lấy mẫu này thì mình cứ đặt hàng ngay bây giờ nha. Ơn mẫu này các chị cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em làm mã nè, với số điện thoại nè, em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. Em chốt đơn ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá là 169.000 đồng. Rồi xong chưa cả nhà ơi? Chị Đào Võ mình mua áo này rồi, màu tím, áo đẹp vừa ý. Cảm ơn chị Đào Võ rất là nhiều. Đây, màu tím đây cả nhà. Đó, chị nào thích không? Đó, chị Đào Võ có mẫu này rồi, màu màu tím nè. Em có hai màu nha, để em mặc lên màu tím luôn cho các chị xem. Chị nào thích màu nào thì mình lấy màu đó. Cái này hôm nay em cũng còn XL với 2X, nên là hôm nay em sẽ mặc cái size XL nha, nó hơi to một xíu nha. Nhưng mà yên tâm cho em là cái form nó giống như cái 1224 màu đen về luôn. Rồi đợi em vài giây nhé, em mặc cho các chị. Chị nào mình thích mẫu nào cứ lên đơn liền dùm em nha. Mẫu tiếp theo em lên là 1223 màu tím. Đây, 1223 màu tím này cả nhà. Rồi, đây là XL này cả nhà. Dạ, váy bầu thì em không có bán rồi chị ơi. Váy bầu thì em không có bán. Rồi, bây giờ đầm này của em nha. Mã sản phẩm là 1223. Đây, size XL và em kẹp lại nha, để mình nhìn rõ cái form xíu. Màu tím mã 1223 và em xả luôn 169.000 đồng. 169.000 đồng. 1223 cũng chỉ còn là hai size cuối cùng, đó là XL với lại 2X thôi nha. Rồi chị nào vừa mình lên đơn liền dùm em nào. 1223 và kèm số điện thoại. 1223 và kèm cho em số điện thoại. Sale ngay lúc này cho các chị, giá chỉ có là 169.000 đồng. 169.000 đồng thôi. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn ha. Cho em cái mã số với số điện thoại nha. Dạ tím là 1223 chị nha, chị Diệp Lê ơi. 1223 màu tím nè. Vải này là vải mango. Rồi, phần cổ phối ren rất là xinh luôn. Trời ơi, các chị nhìn cái cổ nè, xinh chưa? Cái này em sale hôm nay là giá là em xả hàng chứ không phải lấy lời đâu. Hôm nay em lấy tương tác thôi, 169. Nếu mà chị nào vừa thì các chị cứ lên đơn nha cả nhà, không cần đánh đo, không cần suy nghĩ về giá tiền luôn. Ngày hôm nay sale rất là rẻ, 169k nha. Rồi còn hai size cuối cùng. Còn hai size cuối cùng là XL với 2X thôi. Dạ, vào 3 tháng hả chị? Vậy thì để em lên một cái mẫu đầm nó có cái phần eo bo chung cho mình nha, để mình mặc cho nó dễ ha. Rồi ok, 1, 2, 3 cho chị Diệp Lê nha. Bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu khác cho các chị mình đây. Chị nào mình thích mẫu nào lên đơn thì dùm em nha. Là mã với số điện thoại em trước đơn nè. Mẫu tiếp theo em có mẫu này là nó có bo chung ở đây, ở ngay cái phần eo á, nên là các chị mặc nó thoải mái, dễ chịu nè. Đầm này là 1275 1276 nha. Đợi em vài giây mặc cho mình 1276 nè. Đây, DA1276. Cái mẫu này nè, đó. Rồi nếu mà chị nào bao bì thì cũng có thể bon chen được. Thì cái này nó có phần eo nó có bao chung cho mình. Nó có bao chung cho mình. Ở có nút này nha, nút này nút gỗ cho mình. Nút này em đính liền rồi nha, không có không có tháo ra được. Cái này là mình mặc chồng vô luôn nha. Mình mặc chồng vô luôn cho em nha, tại vì cái này có co giãn nên dễ mặc lắm. Phần tay nó cũng sẽ có bao chung cho cả nhà. Mã này của em là 1276. Rồi giá ngày hôm nay em sale nha, 199.000 đồng. 199.000 đồng đầm em đang mặc nha. DA1276 và kèm số điện thoại là form rất là xinh luôn các chị ơi. 1276 chốt với giá chỉ có 179.000 đồng. Đây.
Rồi các chị nhìn giùm em nè, phần eo có bao chung co giãn thoải mái cho các chị mình luôn nha. Trong tầm từ 40 kg đến tầm 65 kg là mình mặc vừa. Nhiều khi 68 kg mình cũng có thể mặc vừa. Nếu mà cái phần eo này thì các chị tầm eo 90 vẫn có thể mặc được nha các chị. Để em coi giảm nhiều ấy. Rồi mẫu này em sale là 199, 199k đầm em đang mặc, chị nào lấy cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã số nè với số điện thoại nha. 1276 và kèm theo số điện thoại nè. 1276 và kèm theo số điện thoại em chốt ngay lúc này cho các chị mình luôn. Chỉ còn có giá là 199 ngàn đồng thôi. Comment liền dùm em nhé, 1276 và kèm số điện thoại. Rồi em bắt đầu lên đơn. Các chị ơi, với cái giá sale này sẽ được áp dụng ở trên live này thôi. Em sẽ không bán ngoài live với cái giá này, nên các chị nào mình muốn săn mình đặt liền. 1276 ok chị Nguyễn Thái, em lên đơn 199k. 1276 ok chị Ngọc Anh, em chốt sale giá 199k. Từ 40 kg đến tầm 65 kg là mình mặc vừa nha. 40 kg đến tầm 65 kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu đầm này, các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Mã nè với số điện thoại chốt đơn 1276 và kèm số điện thoại cho em nha. 1276 và kèm số điện thoại, sale liền trên live giá chỉ có là 199.000 đồng. Rồi phần eo có bao chung co giãn rất là nhiều, mặc thoải mái nha. 199k đầm em đang mặc trên người, từ 40 kg đến 65 kg là mình mặc vừa. 1276 ok chị Vân Đường, em lên đơn hàng cho chị nha. 199.000 đồng thôi cả nhà ơi, rất là rẻ nha. Rất là rẻ luôn, ai ưng mẫu này các chị cứ lên đơn đi cả nhà. Comment cho em là mã nè với số điện thoại nè. Em chịu hàng ngay lúc này. Giá em giảm cho mình hôm nay chỉ có là 199 thôi. Đây là DA1276 nha. Ok nè chị Thanh Hồng, em lên đơn hàng cho chị nè. 1276 sale nè, 199.000 đồng đầm em đang mặc trên người. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người thôi nha cả nhà ơi. 40 kg đến tầm 65 hoặc 68 kg mình mặc vẫn vừa luôn. Rồi chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng đi dùm em. Làm mã nè với số điện thoại này em chốt sale nhanh tay nha cả nhà ơi, chốt với giá chỉ có giá là 199k nha. Rồi rồi chị nào ưng đặt liền dùm em. Rồi cảm ơn chị Diệp Lê, nếu mà bởi vậy hôm nay mà chị nào thích mẫu nào cứ lên đơn liền nha, toàn đầm đẹp và giá rẻ thôi. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình mẫu khác. À quên nữa, đầm này là các chị ơi đứng không vậy, các chị xem thấy như khi cứ chị bước đi cái tà váy này nè, nó có sẽ nhẹ cho mình nha. Rồi bây giờ tiếp tục nha, em sẽ có một cái mẫu đầm này xem sốc nữa nè, đợi em vài giây nha. Đợi em vài giây nha, em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm form suông nha. Đặc biệt form suông DA1241 này có giá rẻ vô cùng. Rẻ vô cùng luôn cả nhà ơi, DA1241 nè. Suông hôm nay em sale rẻ lắm. Đầm này á các chị, 149 thôi. 149k mẫu này thôi cả nhà ơi. Và trong tầm từ 40 kg đến 65 kg là mình mặc vừa hết nha. Đây DA1241 ạ. DA1241 em sale luôn ạ, 149.000 đồng, xả kho giá rẻ luôn. À 1206, 1206 em kiểm tra lại xem sao chị nha. Rồi 1206 còn đúng 2 size luôn chị ơi, còn có size XL 2 cái với 11 cái 2X thôi. Chị mặc size gì vậy chị Phan Tuyết ơi? Không thì để tí nữa em mặc lên luôn rồi giới thiệu cho mình. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người là DA1241. 1241 sale giá 149.000 đồng đầm này. Vải này là lụa hàn nha cả nhà ơi, mặc mềm mịn êm mát và có co giãn cho mình ạ. 40 kg đến tầm 65 kg là mình mặc vừa luôn, chị nào lấy đặt liền giùm em nha. DA1241 và kèm số điện thoại nha. 1241 và kèm số điện thoại, ngày hôm nay em chốt sale luôn cho các chị mình chỉ có là 149.000 đồng. 149.000 đồng đầm em mặc nha, 1241 ạ. Ok chị Ngọc Như, em chốt sale cho chị là 1241 nè, 149.000 đồng. Rồi chị nào mình lấy mẫu này cứ tranh thủ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Ok chị Nguyễn Phương, em chốt 1241 cho chị nè. Tranh thủ đi các chị ơi, tranh thủ lên đơn hàng ngay lúc này nha, kẻo nó hết hàng và hết tay rất là uổng luôn. 149k đầm em đang mặc trên người nha. 40 kg đến 65 kg là vừa, chị Khánh Vy ok, em chốt đơn cho chị nè. 1241 chốt giá còn 149.000 đồng mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng liền giùm em nha.
Chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Comment là mã với số điện thoại em chốt đơn nha. Ok, chị Đoàn Thị Nga lên đơn hàng cho chị nè. Mã này là DA1241. Em sale hôm nay cho mình chỉ còn có giá là 149.000 đồng. Xả hàng giá sốc luôn ạ. Đầm này là đủ size nha, chứ không phải còn một cái hai cái đâu. Đủ size M, L, XL và 2X cho các chị mình luôn. Và từ 40kg đến 65kg là vừa. Chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. DA1241 và kèm số điện thoại cho em nha. 1241 và kèm số điện thoại em chốt ngay bây giờ cho các chị mình. Chỉ còn có giá là 149.000 đồng. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay lên đơn liền dùm em ạ. Chị Nguyễn Hương, ok em chốt đơn hàng cho chị. Mã này là DA1241 nha. Rồi chị nào mình đặt hàng nhanh tay lên đơn liền dùm em ạ. Chị Huệ Linh, ok em chốt 1241 nè. 149k đầm em đang mặc trên người, trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền giùm em. Mã sản phẩm là DA1241 nha các chị. 1241 và kèm số điện thoại nè. Ok chị Nguyễn Nhàn em lên đơn hàng cho chị luôn. Rồi chị nào mình thích mẫu này tranh thủ lên đơn hàng sớm. Comment cho em là mã với số điện thoại chốt sale nha. 1241 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1241 và kèm cho số điện thoại chốt với giá chỉ có là 149.000 đồng. Rồi ok chị Diệu My em lên đơn hàng cho chị nè. Chị Nguyễn Vy ok, chị Bích Lâm ok em chốt đơn hàng cho chị nè. Mã này là DA1241 nha, chốt giá 149k. Ok chị Ngọc Hân em chốt 1241 luôn ạ. Vải rất là mềm, êm, mịn và mát nha. Cái này nó có co giãn cho các chị mình luôn. Phần eo em có chiếc eo nhẹ cho các chị mình nha. Và dây khóa kéo là phía đằng sau. Đầm này em sẽ sale luôn cho các chị mình chỉ có là 149 thôi. Rồi ok nè chị Nguyễn Vân em chốt đơn nha. Rất là rẻ luôn cả nhà. Tranh thủ mình lên đơn hàng liền ngay lúc này để em chừa hàng luôn. Đừng đặt trễ quá, nó hết sale nha. 149k là giá sẽ được áp dụng ở trên live, sẽ không áp dụng ngoài live đâu các chị. Nên là các chị nếu mà mình muốn săn mẫu này đặt liền luôn 149. 1241 ok này chị Tin Lê. 1241 ok chị Ngọc Nhung. 1241 ok chị Thanh Kiều nè. Giá em sale là 149.000 đồng. Rồi có chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em nha. 149k đầm em đang mặc trên người, chị nào ưng đặt liền nè. Rồi ok nè chị Thanh Thảo em lên đơn hàng cho chị nè. 1241 nha. 1241 và kèm số điện thoại chốt sale giá chỉ còn có là 149.000 đồng đầm em đang mặc. Có chị nào mình lấy mẫu này mình cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em nhé. 1241 và kèm số điện thoại luôn. Rồi đợi em một chút xíu nha. Đợi em một chút xíu nha, em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nha. Ai lấy mẫu nào cái chị đặt liền giùm em. Mẫu tiếp theo là 1206. Rồi ở đây 1206 em còn sót là một cái size M nữa nè. Hai cái size XL và còn lại là 11 cái size 2X cuối cùng. Đây. Mẫu đầm tiếp theo của em là 1206 nha. 1206 còn một cái M, hai cái XL và còn lại là 11 cái size 2X cuối cùng. Cái này các chị cố gắng lên đơn liền nha các chị. 1206 này em gần hết rồi đó. Giá em sẽ là 249.000 đồng. Mã sản phẩm 1206, mẫu này em bán rất là chạy luôn. Chị nào mình ưng đặt liền nha, vải lụa Nhật nha, mẫu này em bán siêu chạy hàng. Đầm này bây giờ còn một cái M, hai cái XL và 11 cái 2X thôi. Sale luôn chỉ còn có giá là 249.000 đồng mẫu này ạ. 249.000 đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm 1206. Dây khóa kéo là phía đằng sau cho các chị mình nha. 40kg đến 65kg là vừa, chị nào lấy nhanh tay đặt tiền giùm em, quá đẹp luôn. Cái chất này mềm, mịn, êm, mát và thoải mái dễ chịu cho các chị mình luôn. Rồi chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em nha. DA1206 và kèm cho em số điện thoại nào. 1206 và kèm cho em số điện thoại nha. Em chốt ngay bây giờ cho cả nhà. Ngày hôm nay em chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá là 249.000 đồng. 249.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ưng ý mẫu này các chị lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã nè, với số điện thoại nè, em chốt đơn liền trên live cho cả nhà mình nha. Tranh thủ nha các chị, đặt liền giùm em chốt đơn nha. Rồi, chị nào mình lấy đặt liền giùm em nè. Xong chưa các chị ơi, tranh thủ lên đơn liền nha. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn.
Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn, chỉ còn có giá là 249 ngàn đồng, còn ít lắm các chị nhanh tay nhá. Một cái size M, hai cái XL và 11 cái 2X cuối cùng ạ. À, em sale luôn cho mình còn 249 ngàn đồng. Hôm nay mã này là 1206 nha. Vải này là lụa Nhật nha các chị, mặc rất là mát luôn. Ok chị Linh Chi, em chốt đơn hàng cho chị luôn. Mã này là 1206, giá em sale trên line 249 ngàn đồng mẫu đầm này ạ, 1206. Rồi tiếp tục nha, em sẽ quay thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Em sẽ quay thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn liền luôn. Rồi các chị ơi, em có mẫu đầm này ngày hôm nay em xả hàng nè. Em ơi, ngày hôm nay em sale rẻ lắm luôn nè các chị, một cái sản phẩm mới nha, mà lên chương trình sale lấy tương tác luôn. Đầm này các chị mua được với cái giá có 199 thôi nè, rẻ lắm luôn. Với mã sản phẩm là DA1242 nha. M242 em đang có cho mình là đủ size. M242 em đang có cho mình đủ size M, L, XL và 2X luôn ạ. À, các chị trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Và ngày hôm nay ở trên line này em sẽ chốt luôn cho các chị mình chỉ có 199. Các chị nhìn kỹ dùm em, ở phần cổ là sẽ có viền ren và có đính nút ngọc trai cho mình. Ngày hôm nay thực sự đây là một cái ngày mà phải nói sale rẻ nhất từ trước tới nay. 1242 này các chị được mua có 199 thôi. Chỉ có 199k đầm em đang mặc thôi. Chị nào mình lấy nhanh tay nha các chị. Chất này là lụa hàng, các chị mặc rất là êm và mát. Em chờ chị Hằng Nguyễn, em chờ các chị mình mới vô nha. Tranh thủ hôm nay vào like xanh đầm nha các chị. Đây nó có coi dẫn cho các chị nào mặc rất là êm luôn. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình chỉ có 199 thôi, giá gốc là 299k. Hôm nay các chị lên đơn hàng liền trên line này đi, em sale còn 199 nha. Ok chị Phúc Hoàng, chúc 1206 cho chị nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người nè, chị nào mình lấy nhanh tay. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn. Giá ngày hôm nay sẽ sale cho các chị mình luôn chỉ có là 199, mã này là 1242. 1206 chị Đinh Nga, ok chị nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người đây, chị nào mình lấy nhanh tay nào cả nhà ơi. Giá em giảm cho mình chỉ có 199 thôi nha. Chất lụa hàng các chị mặc rất là mát, hà eo rơ vào đúng phần nhỏ nhất và từ đây sẽ nhẹ xuống che bụng nè. Ok chị Hiền Cherry, em lên đơn luôn 1242, 199 ngàn đồng. 199 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ, em chốt xem nha. 1242 và kèm số điện thoại luôn. Rồi ok chị Ánh Thi, em lên đơn hàng. Chị Ngọc Trang, em chốt đơn hàng cho chị luôn. 1242 và kèm số điện thoại, nhanh tay lên cả nhà ơi. Em chốt ngay bây giờ cho các chị mình với giá chỉ có là 199 thôi nha. 199k mẫu này, vải này có co giãn, mềm êm và mặc mát luôn. Chị Hà Vi, ok em chốt cho chị Hà Vi nè. Chị Dung Mai, em chốt cho chị Dung Mai 1242 luôn. 1242 kèm số điện thoại sale với giá chỉ có 199 ngàn đồng. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em làm mã với số điện thoại chốt đơn nha. 1242 và kèm số điện thoại luôn cả nhà ơi. Xong chưa nè các chị ơi, tranh thủ lên đơn hàng càng sớm càng tốt để em chốt đơn hàng ngay lúc này cho các chị nha. 1242 sale giá 199 ngàn đồng, chất rất là êm, lên form chuẩn form cho mình luôn ạ. À, hà eo rơ vào đúng phần nhỏ nhất, từ đây sẽ nhẹ ra. CML 72 co giãn thì đến tầm khoảng là 73-74, CL thì eo tầm 75 đến tầm 77, size XL eo 78 đến 80, 2X là eo 84 đến 86 trở xuống mình mặc vừa nha. Từ 299k em sale luôn còn 199k nha. Đây phía đằng sau là dây khóa kéo, đằng sau em thì em rộng 10 cm, CM em mặc rộng 10 cm nha các chị, tại vì eo em 62 nha. Rồi đầm này em sale luôn cho mình là 199, mã sản phẩm này là DA1242. 1242 và kèm cho số điện thoại luôn nha, 199. 199k mẫu này đẹp nè cả nhà ơi. Đầm này là trẻ tuổi hay là trung tuổi mình mặc được hết nha các chị. Đó, em sale có 199 thôi. Ok chị Ngọc Huệ, em lên đơn hàng cho chị luôn. 1242 sale với giá chỉ có 199 ngàn đồng. 199 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng liền dùm em ngay bây giờ luôn. Là mã nè với số điện thoại chốt đơn nha. 1242 và kèm số điện thoại luôn. 1242 và kèm số điện thoại, nhanh tay các chị ơi. Giá em sale chỉ có là 199 ngàn đồng. Rất đẹp luôn nha cả nhà.
Đó, xuất sắc luôn, chị nào ưng đặt liền vải này thì mềm, mịn, êm và mát, đồng thời nó sẽ có co giãn luôn. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay nha cả nhà, giá em sale chị có giá là 199, chị có giá là 199k, mã này là 1242. Ok chị Ngọc Phụng, em chốt 1242 cho chị luôn. Rồi bây giờ em chuyển qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Lên đầm này là đầm này em đang sale luôn nè. Đợi em xíu nha. Đợi em một chút xíu nha cả nhà, em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Chị nào mình ưng mẫu nào nhớ nhanh tay đặt liền giùm em nha. Mẫu tiếp theo 1257. Mẫu tiếp theo là DA1257 ạ. Em xả luôn 179k luôn cả nhà. Cái này 179 thôi, rất là rẻ nha. Cái này mình chốt lẻ nha. Đầm này em đang có cho mình đủ size MLXL và 2X. MLXL và 2X 40kg đến 65kg vừa, mã sản phẩm là DA1257. 179.000 đồng, 179 đồng có túi nha các chị. Và với chất vải này là chất thun 3D, các chị mặc nó êm, mềm mát và có co giãn cho mình 4 chiều luôn. Rồi đầm này nè, các chị ơi em test vải cho mình nè, co giãn 4 chiều nên mặc rất là dễ chịu nha. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình với giá chỉ có là 179.000 đồng mẫu này. Mã này là 1257 nha. 1257 sale giá 179.000 đồng, chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em. Đầm này em sale cho mình 179.000 đồng. Thun 3D nha các chị, mềm, mịn, êm và mát lạnh cho các chị. Sale luôn chỉ còn có giá 179.000 đồng mà thôi. Rồi chị nào mình lấy lên đơn liền giùm em 1257 và kèm số điện thoại nha, thiết kế cổ tròn. Form đầm này thì cũng dễ mặc lắm các chị, với lại nó có co giãn cho cả nhà mình nữa, cũng có túi nữa đây. 1257 em sale cho mình nha, 179.000 đồng thôi. 1257 chị Khánh Nguyễn em lên đơn nha. Rất là rẻ các chị ơi. Ưng mẫu này các chị nhớ đặt hàng sớm, đặt liền em chịu hàng 179 thôi. Rồi ok này, chị Nguyễn Nhi em chốt cho chị 1257 nè. 1257 kèm số điện thoại nha. Rồi đầm sơ mi ok chị để tí nữa em mặc luôn nha. Rồi mẫu đầm này chị nào lấy lên đơn liền. Giá ngày hôm nay em chốt cho mình luôn, chỉ còn có là 179k đầm em đang mặc nha. 179k đồng em đang mặc trên người, chị nào lấy cặp liền DA1257 nè. Rồi ok này, chị có 4 lá em chốt cho chị là 1257 nè. 1257 em sale giá chỉ có là 179.000 đồng. Rồi lên đơn liền dùm em. Tiếp tục em qua mẫu khác nha. Tiếp tục em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác luôn. Mình ưng mẫu nào nhớ lên đơn liền giùm em nhé. Bây giờ đầm sơ mi thì em sẽ có cho mình cái mẫu 1207 này. Đầm sơ mi này em sẽ có cho mình đây 1207. Chất vải này là chất lụa mango, các chị mặc rất là êm, mềm, mịn và mát nha. Rồi đây, dây khóa kéo sẽ là đằng sau cho mình. Đầm này của em 1207 này em sẽ sale cho mình ạ 179 các chị ơi. Riêng cái đầm sơ mi này thực sự giá rất là sốc. Bình thường sơ mi các chị mua toàn là 299 không à. Riêng đầm này nha, hôm nay em sale cho các chị mình luôn, chỉ có giá là 179.000 đồng, giá chốt duy nhất trên line. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em ạ. Chất vải này là vải lụa mango nhá. Cổ sơ mi này hạ euro đúng phần nhỏ nhất nè, xòe rộng này, có túi hai bên. 1207 đây các chị nè, nên nhìn giùm em nhá. Em mặc làm sao là giao hàng y chang như vậy hết, không có khác gì luôn. Và mẫu 1207 này ngày hôm nay em chốt sale luôn ạ, chỉ có giá là 179.000 đồng. 1207 nha, sơ mi đây cả nhà. Chị nào thích đầm sơ mi lên đơn liền giùm
em nha. Một mẫu đập này hôm nay sale chỉ có 179 thôi. 1207 ok chị Mỹ Hạnh. 1207 ok chị Thanh Loan. Giá sale là 179.000 đồng rồi, chị nào nhanh tay đặt hàng sớm nè các chị ơi. Chị chốt ở trên cái line này thôi nha. Hết chương trình sale giá là 299, còn đặt bây giờ em chốt luôn còn có 179.000 đồng. Mã này của em là DA1207 nha. 1207 và kèm số điện thoại 179.000 đồng. 179.000 đồng đầm này nha, có túi hai bên dây khóa kế đằng sau, vải mềm mịn êm mát và có co giãn nhẹ cho các chị nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này lên đơn liền dùm em 1207 và kèm số điện thoại 1207 kèm số điện thoại 179. Rồi các chị ơi, like này em sẽ lưu lại nha, chị nào vào trễ xem lại like. Hẹn gặp lại các chị vào ngày mai, bye bye cả nhà nha.